Liên quan tới vụ nổ bưu phẩm khiến 5 người bị thương ở khu chung cư Linh Đàm ngày 7 tháng 9 vừa qua, Công an quận Hoàng Mai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội bắt giữ 2 nghi phạm gây ra vụ việc, đồng thời tiến hành khởi tố vụ án cố ý gây thương tích. Hai nghi phạm gây ra vụ nổ là Phạm Hùng Cường sinh năm 1989 trú tại thành phố Hải Phòng và Hà Huy Thuận sinh năm 1988 trú tại Yên Bái. Cơ quan chức năng xác định để giải quyết mâu thuẫn liên quan đến vụ mua bán thiết bị chơi cờ bạc bịp với Phùng Văn Dũng trú tại địa bàn. Cường và Thuận đã lên kế hoạch chế tạo kíp nổ đặt vào hộp gửi cho anh Dũng với mục đích đe dọa. Đến sáng ngày 7 tháng 9 khi nhận được gói hàng do Thuận gửi lên, anh Dũng đến quán nước trước cửa kiosk số 10HH3A khu đô thị Linh Đàm để mở thì phát nổ, khiến anh Dũng cùng 4 người ngồi gần bị thương. Sau khi vụ việc xảy ra, thấy tin vụ nổ ở tòa nhà HH3A Linh Đàm khiến nhiều người bị thương, Thuận và Cường rủ nhau bỏ trốn. Đến ngày 14 tháng 9 khi đang trốn tại một khách sạn ở thị trấn Phong Thổ Lai Châu, cả hai bị công an phát hiện bắt giữ.